Gửi em người yêu cũ, bây giờ anh đã thành công hơn ngày xưa rồi. Nhờ em bỏ anh đã tích góp. Và tới bây giờ anh cũng đã có được một chiếc xe rồi nha em. Ngày xưa em chơi tôi không có Vario hả? Bây giờ tôi có Vario nè, mà chẳng những Vario, Vario trắng cam đó, em hối hận chưa? Em tưởng tôi là ai? Em giống coi như tôi là cái chân trống hả? Muốn gạt lên thì gạt, muốn đá xuống thì đá hả? Em quên đi, anh bây giờ đã khác xưa rồi. Nói chơi thôi nha anh em, mình mới vừa bán một chiếc Vario cho anh trai này ở Đồng Nai. Hôm trước có mua bên mình một chiếc xe rồi, hôm nay á là những người thân qua đây mua xe. Thì mình có hỗ trợ cho anh thêm á là tiền người dẫn đi. Thì anh trai này cũng khá là vui tính luôn, coi coi quay vô chúng cái gì nè. Tới công chuyện luôn nè nha. Rồi, chúng cái gì, hình như chúng cái nón cái nón 3/4 nha anh em. Rồi, quá trời đã luôn em ơi. Cái nón 3/4 luôn nha. Thì anh trai này xem TikTok mình cũng khá là nhiều lần rồi. Hôm nay mến mình, hôm nay đi qua mua xe đó mọi người. Ai cần tư vấn thì cứ ghép ngay Zalo giùm cho Hoàng Mạnh là 0348 777 999 nha mọi người. 0348 3 con số 7 và 3 con số 9. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha.